thoáng mùi mai nở đâu đây. Xin mến chào các bác, chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube của Hoàng Gia Audio. Và clip ngày hôm nay thì Hoàng Gia Audio lại lên sóng và gửi đến các bác một cái cặp loa đến từ Mỹ. Cặp loa này là cặp loa Avon 2, xin lỗi các bạn là Avon thùng bom B các bác nha, thùng bom B. Dòng này thì là một trong những cái dòng nói về chất âm và cũng nói về giá thành. Thì thứ nhất nó nói về giá thành thì nó rất là vừa tiền, nó chỉ loanh quanh khoảng chưa đến 10 triệu. Còn nói về chất âm thì với những cái phân khúc tầm tiền như thế này thì những cái dòng loa Nhật với cái phân khúc tiền, thậm chí kể cả những dòng loa Nhật mà có cái phân khúc tiền cao hơn thì cũng khó mà có thể có những cái chất âm hay, đặc biệt là có chiều sâu của tiếng bass như những dòng loa của Avon này. Cặp này là Avon thùng bom B và nó là bass thì bác biết là bass là bass 25 và cái lòng bass thì nó là màu theo biểu màu tím khoai môn. Đấy. Thì ngày hôm nay thì Hoàng Gia sẽ test cho các bác và cũng như là sẽ quay chi tiết các cận cảnh luôn để các bác cùng quan sát cái cặp loa mà hôm nay Hoàng Gia sẽ giới thiệu cho các bác. Đây là cái hình thức các bác có thể nhìn. Con này thì nó dòng Avon này thì em cũng giới thiệu qua thì nó cũng có rất là nhiều đời. Thứ nhất là nó có những cái đời như là thùng khuôn chanh. Đấy, thùng khuôn chanh này, thùng bom B này và thùng nó còn lại tép chéo nữa cơ, tép chéo, tép đỏ, tép chéo. Đấy, nó cũng 3-4 đời gì đấy, loanh quanh khoảng 3-4 đời. Nhưng mà nói gì đời thì nó cũng đều sở hữu cái bát 25 cả thôi. Đấy. Còn cái tép thì nó chỉ khác cái hình thức là làm nó thiết kế theo hình chéo thôi, để chéo thôi, chứ đây nó là cái để theo hình thẳng các bác nhá. Đấy. Và cái tép các bác có thể nhìn cái tép của nó đây. Đấy. Nguyên bản tân tật luôn nhá. Các bác nhìn này, từ những cái dấu vết hàn từ xưa giờ này. Nó như là tép mũi đỏ đấy. Và đây các bác có thể nhìn cái cấu tạo của cái thằng bát nó đây. Gân xốp này thì phải thay rồi, bởi vì dòng này về thì không có cái nào nó còn nguyên gân được, nó mục hết, phải thay. Đấy. Và cái râu của nó đây rất là dài. Đấy, nổi chưa này. Màu đây là màu gọi là màu tím khoai môn. Anh em gọi là như thế. Và đây là thiết kế hình gọi là thùng bom B vì nó cái hình tròn vát này các bác này. Nó có khuôn chanh, có bom B các bác nhé, và thùng thẳng này, có nó ba, em nhớ là có khoảng ba đời gì đó. Đấy. Đây là e căng của nó thì là e căng xịn nha các bác nhé, vải xịn và tem xịn, và cũng như là khung cũng không xịn luôn. Đấy. Vải căng khung đều là xịn hết, zin đét luôn. Đấy. Đấy, các bác có thể nhìn đây, nó như thế này đây. Đấy. Thiết kế cũng rất là đẹp. Cặp này thì là cặp còn lại cặp duy nhất của Hoàng Gia Audio các bác nhá. Thùng là mộc mạc, không có spa tút tát gì cả, thùng mộc mạc luôn. Đây về đằng sau cặp này đây, đây Avon này, đây thì đằng sau nó sẽ có một cái tinh chỉnh, có 3 chế độ Norman, Degree và Extended. Đấy. Nếu các bác muốn nghe nhiều tép ấy, thì các bác gạt về cái Extended này thì cái tiếng tép tiếng Trung nó sẽ sáng hơn. Đấy. Còn là ngược lại nếu mà Normal thì nó sẽ tiếng nó sẽ nhỏ đi các bác nhá. Thì tùy vào cái sở thích, chúng ta có 3 chế độ các bác nhá. Ở đây thì cầu đấu loa thì không là âm và 8 ohm thì là chân dương rồi, các bác cứ đấu đúng cọc là được. Thùng vách góc cạnh này. Cặp này là cặp duy nhất thôi, còn có duy nhất một cặp này các bác nhá. Em cũng để cho các bác giá là giá như là giá mình giá của em nhập luôn. Giá cặp này em để cho các bác giá giao lưu là 9 triệu đồng các bác nhá. Đấy. Trừ mỗi cái gân là thay thôi, còn tất cả là nguyên zin hết. Các bác có thể nhìn những cái tuyến loa này, em quay rất là chi tiết cho các bác, từ những cái dấu vết hàn này, mối hàn này. Đây, bát này. Gân làm cho các bác ngon hết rồi. Về là chỉ việc dùng thôi. Và cái dòng này thì các bác có thể ghép với những cái dòng âm ly, ví dụ như là muốn nghe nó hay và tơi chi tiết một chút thì chúng ta cũng có thể sử dụng những cái dòng âm ly của Mỹ chẳng hạn. Đấy, âm ly của Mỹ cổ. Con dòng này thì nó không khó đánh ghép âm đi các bạn nha. Nó không khó ghép âm đi thế nào đâu. Đấy, thùng mộc mạc, thùng bom bê, thùng rất là nặng.
sử dụng là nặng gỗ các nhé, thùng là thùng nặng gỗ bên ngoài. Đây là góc cạnh của chiếc còn lại. Đấy. Thùng vách không có bể nở gì các nhá. 9 triệu một cái mức giá siêu tốt luôn, bởi vì bản thân những cái cặp này thì có những thời điểm thì Hoàng Gia bán từ 10 triệu đến 10 triệu 500 cơ. 9 triệu này là gần như là cái giá là giá thu hồi gốc luôn các nhá. Đấy. Còn cặp duy nhất nói chung là bán giao lưu nốt cho các bác luôn. Đấy, thì bác nào mà muốn nghe những cái dòng nhạc mà vàng, nhạc bolero trữ tình mà chúng ta muốn cái chất âm nó sáng, có tiếng bass nó sâu và lại tiền nó lại hợp lý nữa, thì em nghĩ là những cái cặp như thế này này nó quá hợp lý, nó đặt cho chúng ta rất nhiều yếu tố về chất âm và yếu tố về giá tiền. Và những cái dòng âm ly như thế này thì các bác loa thế này các bác có thể ghép với những dòng âm ly ví dụ những dòng âm ly săn xui hoặc piano đài càng tốt các bác nhá. Đấy. Và ghép với những dòng âm ly Mỹ cổ cũng ok, hoặc là những dòng âm ly châu Âu nó cũng rất ok luôn. Bởi bản thân thì dòng loa này nó cũng không quá kén âm ly, nhưng chúng ta lưu ý nếu các bác ghép với những dòng âm ly Mỹ cổ hoặc những dòng âm ly săn xui hoặc là piano đài hoặc những dòng âm ly của châu Âu các bác nhá, thì nó sẽ cho ra cái chất âm rất là hay. Đấy, còn những cái dòng âm ly như mặt trắng mặt đen của săn xui mà không phải đài á, thì dòng thông thường những cái dòng đó thì nó sẽ không mấy khi phù hợp với những dòng loa này, nó sẽ không thể hiện hết được cái chất âm, nên là Hoàng Gia cũng sẽ tư vấn cho các bác để các bác chúng ta tiện chúng ta cân đối. Nếu chúng ta đang có sẵn những cái chiếc âm ly mà Hoàng Gia đang kể rồi thì chúng ta cũng có thể phối ghép thêm để chúng ta nghe các bác nhé, để trải nghiệm thêm. Đấy. Thì chương trình này thì Hoàng Gia cũng xin được tạm dừng tại đây, xin cảm ơn và Hoàng Gia xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những cái clip tiếp theo của Hoàng Gia Audio. Cặp loa Avon thùng Bombay bát 25. Đấy, giá là 9 triệu đồng. Giá này thì không bao gồm tiền ship các bác nhá. Đấy, bên mua trả ship, và các bác có nhu cầu hoặc cần tư vấn thì liên hệ với Hoàng Gia Audio số điện thoại như trên tấm biển màu xanh này, 0975884009. Địa chỉ cửa hàng thì cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội ạ. Cảm ơn các bác và Hoàng Gia xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip lần sau của Hoàng Gia Audio ạ.